Tôi sẽ không tặng bà bánh trung thu luôn. Tụi mình cùng nhau làm lồng đèn đi. Có, nhưng mà bà cho tôi xin nha. Trời, tôi thích cái này đó. Xong. Hey, bạn đã bao giờ chưa? Trung thu này mấy bà tính làm gì nè? Thì trung thu phải có bánh trung thu với lồng đèn. Yes. Bà nói vậy là ý là bà tính tặng quà cho tôi phải không? Ừ. Hay tặng cái bánh trung thu cũng thấy được rồi đó. Thầy dễ trần quá. Thầy dễ trần. Đương nhiên là nó ý là tôi với bà là bạn cũng mới lâu ngày thôi. Nên là tôi cũng đâu có biết tặng cho bà cái gì đâu. Hay là tặng cái đồng hồ hay là hàng limited. Hàng limited. Cái này cũng ngon rồi đó. Được rồi đó, tặng thử. Tặng cho ai với tặng cho bà phí lắm. Tôi thấy chị tình cho em mình sâu đậm, chắc là đấu tiếc gì mấy này với tụi tôi. Ai chứ bà tôi tiếc, bà hiểu không? Ai chứ bà tôi tiếc, bà hiểu không? Mấy hôm nay hai tụi mình, tôi sẽ không tặng bà bánh trung thu luôn. Hả? Tụi mình cùng nhau làm lồng đèn đi. Em thấy có điểm á em. Nhìn nụ cười là ra là nó cũng đơn giản lắm. Đầu tiên chúng ta sẽ cần đó là thùng sữa cua này, sau đó là keo bắn súng này, xong rồi cái là chúng ta sẽ đặt ba cái hộp sữa lên này, xong rồi chúng ta sẽ để cái cọng dây thừng này, xong ta lấy cái bánh kia đùng 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 là nó tự nó đáp lại với nhau thôi à. Và phần thưởng của chúng ta đó chính là một bảo bình cool vô cực với chất liệu được làm bằng bột lúa mạch tự nhiên, an toàn, thân thiện, bảo vệ môi trường đó. Ngoài ra chúng ta còn có thêm nút bấm một cái đó là chúng ta có thể uống nước được rồi. Đó, được chưa? Nhìn thiết kế thế. Cái này vẫn là cái giò, cái bình nước trong đại chiến phim gì mà bảo bối cua siêu phàm phải không? Đại chiến bảo bối cua siêu phàm, bà có coi hả? Có, nhưng mà bà cho tôi xin nha. Trời, tôi thích cái này đó. Bà bao nhiêu ký mà bà đòi bà giật bình nước giết tôi nè. Thì hồi nãy nghe tôi giới thiệu trò chơi chưa? Rồi. Bà có muốn không? Có. Bà có muốn không? Xin chào. Có thì chúng ta chỉ đếm 1, 2, 3 làm lồng đèn nha. Chuẩn bị nha, 30 phút nha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Few moments later. Xong. Xong rồi nè. Cái này gắn cái này vô là hợp lý luôn. Mà cái bây giờ chị thấy là ai cũng đẹp hết. Nên là ai thắng ta? Em thắng. Chị thắng. Em thắng. Thôi bây giờ ai cũng muốn là của mình đẹp nhất, nên là bây giờ chúng ta thử gắn nến vô đi. Vậy là em thua rồi. Thua từ dòng vết xe. What happened now? Fight!
Rồi bây giờ chị với anh sẽ gắn nha. Ai chơi bạn dùng súng bắn keo vậy bà? Thì bạn cứ dùng đi, tôi có kêu bạn không dùng đâu. Nhiều keo rồi đó. Có rớt nha. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, quá em xịn như chị nhiều. Lắc coi. Quá em xịn hơn chị nhiều. Trời nè. Vậy là không có quà hả chị? Oh no. Thôi bây giờ kết quả cũng biết rồi. Trời ơi, cũng trong công sức ngồi trẻ luôn, áp lực cột sống luôn. Hả? Sao vậy? Vậy mà vẫn không, đó mình quên vẫn không thuộc về em. Thì tại vì em làm không có chắc chắn, tự nhiên đẩy chị. Còn chị nữa, ai biểu chị làm chắc chắn quá vậy? Sao mắc kẹp thật. Thôi nói chung là tên 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 tên. Wow. Đây là bảo bình quân vô cực ở nhà, tặng hai em. Cảm ơn bà. Ok bà, ok. Em thôi, nãy giờ biết là làm mệt rồi, tặng thêm mỗi bạn ngơ thật sữa chua uống thêm dâu. Đây của em, ủa của bà lộn, của em nói chuyện với bà rồi em vài thích ngôn ngữ à. Sữa chua uống tốt cho hệ tiêu hóa, với lại có lysine để giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn đó nha. Các bạn ơi, nếu như mà trung thu này á, các bạn vừa muốn có lồng đèn để chơi mà còn muốn vừa bảo vệ môi trường nữa thì có thể tham khảo những mẫu dưới này của chúng mình nha. Và nếu như mấy bạn thích video này thì hãy cho bà tụi mình một like, share, subscribe cho kênh Ly Huỳnh Bảo Ngọc. Hãy nhớ uống sữa cua để săn quà đổi quà nha. Còn bây giờ thì bye bye.